Cũng trong sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến thăm chúc Tết tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2024. Hiện Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh có trên 80 lao động, trung tâm đang chăm sóc 350 trẻ em, người cao tuổi, người bị tâm thần. Bên cạnh hỏi thăm tình hình hoạt động, đời sống sinh hoạt của trẻ em, người cao tuổi tại trung tâm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương sự nỗ lực của cán bộ nhân viên Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, các đối tượng kém may mắn. Đồng chí hy vọng cán bộ nhân viên của trung tâm tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, lan tỏa yêu thương, quan tâm chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, các đối tượng kém may mắn ngày một tốt hơn. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới, tặng quà đến trẻ em, người cao tuổi đang được chăm sóc tại đây và người lao động của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh.